Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã từng phân tích, để thực hiện mưu đồ chuyển hóa về nhận thức, tư tưởng của cán bộ đảng viên và nhân dân ta, các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc, bôi nhọ quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Một trong số các thủ đoạn mà chúng hay sử dụng là lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để bóp méo, xuyên tạc việc thực hiện dân chủ ở nước ta, cho rằng ở Việt Nam không có dân chủ. Các thế lực thù địch còn ra sức kích động tư tưởng hoài nghi về nền dân chủ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang xây dựng. Mượn đề tài dân chủ, thực chất các thế lực thù địch phản động muốn hướng tới cái đích cuối cùng là xóa bỏ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Vì vậy mà họ luôn rêu rao rằng một đảng thì không dân chủ, qua đó kêu gọi đa nguyên đa đảng, hướng lái con đường phát triển của Việt Nam theo các nước tư bản chủ nghĩa. Đây là âm mưu rất thâm độc, hòng chống phá những vấn đề căn cốt của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Dân chủ là một hình thức tổ chức thiết chế chính trị của xã hội, căn cứ vào việc khẳng định toàn bộ quyền lực thuộc về nhân dân, do nhân dân thực hiện hoặc thông qua người đại diện do nhân dân bầu ra, thừa nhận nguyên tắc bình đẳng, tự do và quyền con người. Theo Marx Lenin, dân chủ là sản phẩm phản ánh những tính chất của các mối quan hệ xã hội, trình độ và yêu cầu phát triển của xã hội, đặc biệt là mối quan hệ, trình độ và yêu cầu phát triển kinh tế. Dân chủ nó là một cái phạm trù lịch sử. Dân chủ xuất hiện khi mà nhà nước ra đời. Và một nền dân chủ thì nó phải gắn với một cái nhà nước nhất định, với một cái pháp luật nhất định. Bởi vì cái pháp luật nhất định ấy là nó quy định cái quyền con người và quyền công dân, cũng gắn với các cái yếu tố là cái sự phát triển về kinh tế, văn hóa, xã hội, và tương ứng ở một cái giai đoạn lịch sử tương ứng. Mỗi một quốc gia thì có một cái đặc thù, một cái trình độ phát triển về kinh tế, về lịch sử, về chính trị, vân vân khác nhau. Và vì vậy thì mỗi một quốc gia là có một cái nền dân chủ có thể là khác nhau. Dân chủ là xu hướng phát triển tiến bộ của lịch sử loài người, nhưng nó không được quyết định bởi chế độ một đảng hay nhiều đảng, mà tùy thuộc vào việc đảng cầm quyền đại diện cho lợi ích của giai cấp nào và hướng đến mục tiêu gì. Quan điểm một đảng thì mất dân chủ, còn đa đảng đồng nghĩa với dân chủ mang tính phiến diện, chủ quan, áp đặt. Đây là một cái luận điệu mang cái tính gọi là tôi cho là gọi là đánh lận con đen thôi. Họ đánh lận con đen vì thực chất là họ muốn là thế này này. Họ cổ suý cho cái việc là hình thành các cái tổ chức, các cái lực lượng chính trị đối lập đấy, ở cái quốc gia đó. Và qua đó thì nó tạo nên cái sự rối loạn, tạo nên cái rối loạn xã hội, tạo nên cái bất ổn ở mặt chính trị. Và cụ thể ở đây thì mục đích của họ là gì? Là họ muốn xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, và cũng là thủ tiêu cái chế độ chính trị chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Thực tiễn cho thấy đất nước có dân chủ không phụ thuộc vào chế độ một đảng hay đa đảng, mà phụ thuộc vào đảng cầm quyền đó có bảo vệ quyền và lợi ích cho đa số nhân dân lao động hay chỉ cho một nhóm nhỏ trong xã hội đó. Nếu một đảng mà chỉ phục vụ cho lợi ích riêng của đảng mình, của giai cấp mình, thì hoạt động của đảng đó sẽ mang tính cục bộ và khó có thể mang lại dân chủ cho toàn xã hội. Ngược lại, nếu một đảng nhưng mà vừa đại diện cho lợi ích của đảng mình, của giai cấp mình, là vừa đại diện cho lợi ích của toàn xã hội, thì chắc chắn rằng đảng đó sẽ được nhân dân tin trọng, ủy thác làm cái nhiệm vụ lãnh đạo và mang lại dân chủ cho xã hội. Vấn đề một đảng hay nhiều đảng chính trị một mặt phụ thuộc vào điều kiện, hoàn cảnh lịch sử của mỗi nước. Mặt khác, phụ thuộc tương quan so sánh lực lượng giữa các giai cấp, tầng lớp trong xã hội. Trong các nước tư bản chủ nghĩa có nhiều đảng chính trị, nhưng chỉ có những đảng của giai cấp tư sản là cầm quyền. Những đảng đó có thể khác nhau về hình thức tổ chức,
phương thức hoạt động và những mục tiêu cụ thể, nhưng về bản chất đều đại diện cho các nhóm khác nhau trong giai cấp tư sản và đều có mục tiêu duy trì, phát triển chế độ tư bản chủ nghĩa. Trên thế giới hiện nay, có hơn 30 quốc gia và vùng lãnh thổ là theo chế độ một đảng. Tuy nhiên, tại sao các thế lực thù địch luôn nhấn mạnh vào luận điệu ở Việt Nam một đảng là không dân chủ? Bởi vì Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng vừa mang bản chất của giai cấp công nhân, vừa có tính dân tộc sâu sắc, và đảng lấy chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Đây là hệ tư tưởng mà đối lập với hệ tư tưởng của giai cấp tư sản. Thực tiễn ở nhiều quốc gia trên thế giới cho thấy trình độ dân chủ không tỷ lệ thuận với số lượng đảng phái chính trị. Điển hình như ở Mỹ hiện nay có khoảng 40 đảng, Hà Lan có 25 đảng, Na Uy có 23 đảng. Nhưng chúng ta không thể kết luận rằng ở Mỹ dân chủ hơn ở Hà Lan hay Na Uy. Chế độ chính trị do một đảng cầm quyền không phải là điều chỉ có ở các nước xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản lãnh đạo, và không phải các nước theo chế độ một đảng không bảo đảm dân chủ. Vì thế, Việt Nam lựa chọn chế độ một đảng duy nhất lãnh đạo, cầm quyền, cũng không phải là cá biệt, không đi ngược lại xu thế chung của nhân loại như các thế lực thù địch vẫn rêu rao và cáo buộc. Bằng chứng thực tiễn lịch sử cách mạng và quá trình xây dựng đổi mới đất nước, Việt Nam đã khẳng định cho thế giới thấy rằng dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất tốt đẹp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta, được Đảng Cộng sản Việt Nam không ngừng bổ sung, hoàn thiện. Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã đặt mục tiêu mang lại độc lập cho dân tộc, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, giúp nhân dân có quyền làm chủ thực sự. Đảng ta đã không ngừng hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa để xây dựng một nền dân chủ thực sự, được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, thông qua hoạt động của nhà nước do nhân dân bầu ra bằng các hình thức dân chủ trực tiếp và dân chủ đại diện. Dân chủ gắn liền với kỷ cương, kỷ luật và được thể chế hóa bằng pháp luật, bảo đảm bằng pháp luật. Mọi quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước thì đều được công khai, lấy ý kiến một cách dân chủ của toàn thể nhân dân, thậm chí là cả kiều bào ta ở nước ngoài, đóng góp vào những quan điểm, chủ trương, đường lối đó với một cái đích cuối cùng để đem lại phụng sự cho nhân dân, cho Tổ quốc ngày càng tốt hơn. Quan điểm về dân chủ xã hội chủ nghĩa được thể hiện đậm nét trong cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, bổ sung phát triển năm 2011. Dân chủ xã hội chủ nghĩa là bản chất của chế độ ta, vừa là mục tiêu, vừa là động lực của sự phát triển đất nước. Xây dựng và từng bước hoàn thiện nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm dân chủ được thực hiện trong thực tế cuộc sống, ở mỗi cấp, trên tất cả lĩnh vực. Dân chủ gắn liền với kỷ luật, kỷ cương và phải được thể chế hóa bằng pháp luật, được pháp luật bảo đảm. Ở Việt Nam, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa đã từng bước được xây dựng và hoàn thiện. Quyền làm chủ của người dân được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Bằng chứng là năm 2022, tại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã bầu 14 quốc gia làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ năm 2023, năm 2025, thì trong đó Việt Nam là một thành viên. Điều này thể hiện sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế đối với những chính sách, nỗ lực và thành tựu của Việt Nam trong việc là bảo đảm ngày càng tốt hơn quyền của người dân trên tất cả các cái lĩnh vực của đời sống xã hội. Với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, Đại hội 13 của Đảng đã điều chỉnh bổ sung một số điểm mới về tư duy xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền dân chủ của nhân dân được thực thi trên thực tế. Điều này một lần nữa khẳng định, mặc dù trong mỗi giai đoạn lịch sử có những thay đổi, nhưng sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính là nhận thức và hành động nhất quán về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân trong điều kiện mới.
thể hiện rõ nét bản chất tốt đẹp của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đây sẽ là nội dung được phân tích trong chương trình Nhận diện tuần tới. Kính mời quý khán giả tiếp tục theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.